Chưa. Hello các bạn. Hôm nay trời nóng quá. Nhưng mà bây giờ mình để mới để 10 cái easy crapping trap xuống rồi nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị để đi thử coi có không nha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ trợ tá của mình đi thử nha. Nhưng ngoài này ướt quá. Thôi để anh thử cho. Em quay phim đi. Ok, coi kỹ nha, bây giờ coi có gì không nha. Nghe chưa? Ủa? Không có cua cho nên chắc không ai được. Hả? Ủa thằng chi sao không ai lại đây cua câu hết chứ? Hả? Trời ơi, kỳ ta. Thôi được không, hay là nhỏ quá. Bắt nó đi hả? Để tìm không. Kỳ vậy ta. Úi trời trời trời. Úi trời. Úi trời trời. Con này không có mắc được nha bà con. Con này ăn được đó nha. Con này to. To đó. Úi. Cũng được. Chưa có gì. Má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đã nha. Hai em luôn nha. Xuống đi mày. Ồ. Oh. Có nha, có nha. Mới để này là mới để luôn á. Ồ. Oh. Hai con này cũng được. Thử à. Ok, 10 cái được 5 con là cũng được rồi. Ok, bây giờ chờ thêm 10 phút nữa coi kết quả sao nha. Ok, bye bye. Hello các bạn, bây giờ 10 phút đã đến rồi, bây giờ bị thử thành quả tiếp tục nha. Ok, để coi coi hôm nay có may mắn không nha. Này nãy giờ không có nha. Con này cũng được nha. Chắc nịch nó nha. Chào mấy cậu bạn mày đi. Tiếp
tục cái thứ ba. Con được không? Nhỏ nhỏ lắm. Nhỏ quá. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Thôi vô trời. Wow. Kinh nha bà con. Trời ơi con được kinh luôn á, chắc nghịch luôn á. Đã ghê á. Có con nào nó đang ăn thì nó hiền. Hôm nay gà là coi như là gà của HEB nha. Organic. Bữa hổm gà của Mỹ Hoa mẹ nó. Có tẩy thuốc tẩy hay sao? Không ăn là không ăn. Con đi nói tên. Có con gì nha. Được không? Không. Nó gì cũng đùa sai rồi đó. Nhỏ hơn con hồi nãy. Bự bự á. Ờ anh có nghe này, tí nữa mình đi tắm biển ngay chỗ đó. Em nghĩ là cua nhiều lắm á. Tại em biết sao không? Em thấy người ta lại đó, người ta vớt quá chừng luôn á anh. Chút nữa mình lại đó mình vớt cua. Chơi con này luôn. Ừ, có này bự quá. Giờ mình thử ra ngoài, thử ra ngoài xa xa nha. Đó. Không kéo vô nó dẫn dính à. Ok, thành quả cũng được nha bà con. Bây giờ tiếp tục trừ 10 phút nữa. Ok, giờ em lên xe đi. Thành quả hôm nay nha. Hôm nay nó cho bà con rồi đó. Cho người chú khoảng mười mấy con rồi đó. Còn nguyên à. Nguyên cái thùng luôn nè. Phải không?